ngày hắn tới mưa giăng khắp lối chẳng ai phải kể, trời cũng đã tối anh nhanh đi về, chân chờ chi nữa em mà nhanh về tôi kêu chết. Hắn đưa đôi tay lồ nhảy vào trong làn tóc em rung lên nhưng chẳng thể nào vẫn khóc mắt nhìn ánh mắt ngay trước mặt. Chắc sẽ hắn nói đều là thật, những lời nói tiếng chừng vô vô nghĩa này lại là thứ độc dược khiến em ngây dại. Hà cớ gì phải ra nông nỗi này, sợ em ước một ai nếu em quay lại. Bây giờ còn kịp không, còn ai đợi mong, còn đâu ngày tháng khi mà em vẫn không. Vậy bây giờ còn kịp không, ai vẫn đợi mong, là những câu hỏi của người em suốt một vòng. Nhưng mà em mạnh mẽ hơi hết mà em à, những chuyện này sẽ kết thúc mà em à, em còn chưa già, cuộc đời này chưa kết thúc mà em à. Ngày hắn tới mưa giăng khắp lối chẳng ai phải kể, trời cũng đã tối anh nhanh đi về, chân chờ chi nữa em ơi nhanh về thôi kêu chết. Ngẩn ngơ ngơ ngẩn, chẳng ai ngu sợ yêu hoài, người vẫn yêu tình nhân cũ. Thử dứt khoát một lần phải nhanh hơn không, cắt đứt đoạn người duyên ở trong lòng, dùng thêm phấn son tự xem xinh hơn không. Thì lý do gì để em đau lòng? Lý do gì để em đau lòng? Lý do gì để em đau lòng? Sau cơn mưa còn thấy cầu vồng, vậy thì lý do gì để em đau lòng? Em thương tiếc bản thân em chỉ biết nhìn đêm đen lực bất tận tâm em không cam lòng. Giờ em siết chặt tim em mắt liếc nhìn đêm đen, hỏi lý do gì để em đau lòng? Lý do gì? Nước mắt em đi, vì sao em cứ nghĩ suy, điều đó chẳng giữ ích gì. Trái tim em vô lý, bệnh tật em vô tri, in sâu trong tâm trí là những tháng ngày bi thương. Hắn ta thương cho lắm rồi được gì? Thanh xuân rơi đất, đừng nhìn lại đường mình đơn, đừng để hắn kinh kỳ, đừng để mình lụy tình là phù phiếm chung quy lại là hắn chẳng ra gì. Vậy mà.